Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô dì, anh chị và các bạn. Hôm nay, ngày đầu tuần thứ hai, ngày 5 tháng 2 năm 2024, nhằm 26 tháng Chạp, Tết Nguyên Đán đã cận kề, Truyền thông Thành Võ xin kính chúc quý ông bà, cô dì, anh chị và các bạn chuẩn bị đón năm mới sung túc, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc và đồng hành cùng phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Như vậy, hết 2 ngày nữa, các bệnh nhân được nghỉ Tết từ 29 đến mùng 2 Tết. Tuy nhiên, các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng đều đặn đến phòng khám để được gặp các thầy hỗ trợ điều trị ung thư. Những ngày, số lượng nước, thảo mộc và gạo phòng khám đã chuẩn bị từ trước để cung cấp miễn phí và đầy đủ cho bệnh nhân trong những ngày nghỉ Tết. Đồng thời các thầy cũng thay phiên trực 24/24 để ứng phó kịp thời với những trường hợp bệnh nhân diễn biến xấu. Sau buổi lễ hoàn thành phát đồ hỗ trợ điều trị ung thư của cha Pedro Nguyễn Văn Tường cho 5 bệnh nhân từ ác tính chuyển sang lành tính và tri ân các mạnh thường quân, chính quyền địa phương giúp đỡ phục dựng phòng khám và đón tiếp anh Phạm Xuân Dũng, đồng thời bổ nhiệm anh Phạm Xuân Dũng làm trưởng ban truyền thông kiêm công tác thiện nguyện cho phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Đây cũng là tâm ý của cha Pedro Nguyễn Văn Tường, mong muốn anh Phạm Xuân Dũng hết lòng hết sức hợp tác giúp đỡ phòng khám các thầy vượt qua khó khăn hiện tại cũng như lâu dài, nhằm chung tay phát huy lớn mạnh công trình khoa học hỗ trợ điều trị ung thư của cha Pedro Nguyễn Văn Tường ngày càng có hiệu quả thiết thực để lưu truyền cho các thế hệ con cháu mai sau tiếp nối công trình nghiên cứu của cha Tường. Người con quê hương Trà Vinh đã có công lao là ông tổ của công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công trình hỗ trợ điều trị ung thư, cứu người thoát khỏi căn bệnh ung thư quái ác. Công lao đó cũng có phần của các thầy và Xuân Dũng cùng các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước và chính quyền địa phương nơi đây. Đồng thời, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy cũng đã đón nhận các món quà từ các mạnh thường quân là 2 giường bệnh, 2 xe lăn do gia đình cô Trương Quế Phương tài trợ, 4 giường bệnh do một mạnh thường quân ở Mỹ tài trợ, tượng Đức Mẹ Maria, tượng Thánh Giuse, bát hương và các phần bánh trái cây lẳng qua của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, gia đình bệnh nhân đã hoàn thành phát đồ hỗ trợ điều trị ung thư, tài trợ để trang trí nơi thờ Chúa, thờ cha Pedro Nguyễn Văn Tường thêm uy nghiêm và trang trọng. Ngoài ra, những tấm bảng giới thiệu công trình nghiên cứu hình ảnh cha Pedro Nguyễn Văn Tường cũng được các thầy phục dựng lại y như hiện trạng cũ để mọi người đến đây hiểu thêm về công trình khoa học ứng dụng cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ cứu chữa bệnh ung thư của nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Theo tôi sang chỗ mới là cảm thấy rất là khang trang và khỏe, vui vẻ, mà các bác sĩ ở đây phục vụ rất nhiệt tình, mà bệnh tình tôi thấy thuyên giảm đi rất là nhanh. Thực tế là như tôi đang bị ung thư phổi mà tôi thấy rút chưa được một tuần mà đã thấy rất là nhẹ nhẹ người rồi. Mới đầu xuống thấy xong mà khám kỳ quá. Hôm nay thì thấy như vậy nó sạch sẽ cũng yên phần yên tâm hơn. Cộng với lại sự nhiệt tình của các thầy nữa có phần nào yên tâm. Nói chung là chứ còn lúc đầu xuống thấy sau phòng khám giới thiệu mà thấy kỳ quá. Không có biết là vì đọc bị dỡ bỏ. Nó vậy thôi. Giờ thấy như vậy thì thứ nhất là thoải mái, sạch sẽ, thứ hai là yên tâm chữa bệnh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, hoạt động của nhà máy nước sáng nay cũng đã vận hành để cung cấp đủ nước cho bệnh nhân trong những ngày Tết với hệ thống lọc nước hiện đại, công suất lớn, được xây dựng khang trang, cao ráo, sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh, đã góp phần cho người bệnh sử dụng nguồn nước sạch miễn phí trong việc nấu cháo nano, thảo dược nano. Thưa cô Nguyễn Thị Sáng ở Thừa Thiên Huế, thì vậy thì
phòng khám phục dựng, nói chung bây giờ ở đây cũng mấy ngày, cô có thể tâm sự cái tấm lòng của mình như thế nào về phòng khám? Dạ, mấy bữa hôm nay thì nói chung về cũng đem cháu vô chữa bệnh cũng lâu, được thăng mấy gần 2 tháng rồi. Nhưng mà phòng khám mới bây giờ mới khang trang và mới ngày hôm qua gì đó là coi như là quá khang trang, quá rất đẹp đẽ. Mà mấy thầy ở đây thì quá quá tốt đi, quá quan tâm tới các bệnh nhân nhiều lắm. Thành chị cũng cảm ơn mấy thầy, mấy bên về trên, cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ quá trời nhiều luôn rồi. Thì bây giờ tôi cũng xin thay mặt để cảm ơn Mạnh Thường Quân vì các thầy ở đây, thầy Thanh Quý rồi, quá trời thầy tốt luôn. Bây giờ cũng nhờ ở trên này thôi. Bởi vì cha, phòng của cha thì bây giờ có nghiêm trang ấy. Chứ bữa hôm thì thấy tội lỗi, nhiều khi thấy mà rớt nước mắt luôn á, thiệt thôi mà mới vô á là cứ cầm nước mắt không đỡ không được rồi. Mà giờ thấy vậy là mấy bữa nay mừng mà về cái nói chung với nhau là khen quá trời luôn. Cũng nhờ, chắc cũng nhờ về trên Chúa phù hộ cho các anh chị em rồi Mạnh Thường Quân rồi giúp đỡ nhiều, thành vì mới nên có ngày hôm nay như vậy. Cũng nhờ cha đó, cha Phaolô Nguyễn Văn Tường là coi như là cũng cảm ơn cha nhiều lắm. Thì thôi ha, năm mới có chúc sương ơi, năm mới chúc năm mới rồi cũng tiền sắp sửa tới năm mới rồi, cũng chúc các thầy cô rồi đây để mấy chú mấy bác Mạnh Thường Quân là coi như là giúp cảm ơn năm mới, chúc nhiều sức khỏe và sự an lành và bình an. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành cùng chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy vượt qua khó khăn. Các thầy xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp phục dựng lại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ rất biết ơn để công trình phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy thêm khang trang và bền lâu. Truyền thông Thành Võ xin kêu gọi nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho phòng khám để chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã dạy, cũng như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa đối với đời sống của bệnh nhân ung thư hiện nay. Năm cũ cũng dần bước qua, năm mới cũng sắp bắt đầu. Truyền thông Thành Võ thay mặt các thầy kính chúc nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 trong không khí vui tươi, đầm ấm, ngập tràn niềm vui, cuộc sống mới thành đạt hơn. Chúc người bệnh và người nuôi bệnh hoàn thành phác đồ điều trị ung thư của cha Pedro Nguyễn Văn Tường thật sự hết bệnh để về với gia đình, người thân. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Trân trọng kính chào. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa
chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.